Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Ngoài đường Beat số thứ 5 ngày 6 tháng 1 của kênh Bóng TV. Trước khi đến với tin chính ngày hôm nay, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức bóng đá mới nhất nào của kênh Bóng TV các bạn nhé. Tuy không còn tung hoành trên sân cỏ, nhưng cựu chân sút người Brazil Adriano vẫn thể hiện phong độ phơi phới trốn tình trường. Năm mới vừa bước sang, anh cũng liền khoe ngay câu bồ mới của mình. Thông qua Instagram, hoàng đế đã khoe hình ảnh đang vui đùa, ngả ngớn cùng một cô gái tóc vàng có khuôn mặt ưa nhìn. Đã vậy, Adriano còn đưa ra dòng chú thích với hàm ý là người cực kỳ may mắn khi có được một thiên thần tuyệt đẹp đến bên cuộc đời mình. Theo tờ O Globo, bóng hồng mà cựu tiền đạo Inter hăm hở đá cặp trong dịp đầu năm có tên là Victoria Moreira. Năm nay 22 tuổi, Victoria hiện đang theo học tại một trường đại học y tại Rio de Janeiro. So với bạn bè cùng trang lứa, Victoria có tiếng là chịu khó đốt tiền về khoản rẻ đồ hiệu. Ngoài việc sử dụng chiếc xe BMW X1 mới kính cong, Victoria còn luôn dùng phụ kiện của những thương hiệu đắt tiền như giày da Saint Laurent, túi xách Louis Vuitton. Cũng bởi nhan sắc và sự sành điệu này nên nữ sinh 22 tuổi đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của tay cầu thủ dày dặn kinh nghiệm tình trường Adriano. Nhờ thường xuyên tổ chức tiệc tùng kết hợp với việc vung tiền mua những món quà tặng đắt tiền, Adriano đã chinh phục được cô nàng sinh viên ham chạy theo vật chất Victoria. Cá nhân Adriano tỏ ra rất hào hứng sau khi chinh phục được Victoria. Đồng thời, anh cũng đã đưa nữ sinh viên kém mình tới 16 tuổi về giới thiệu với mọi thành viên trong gia đình trong bữa tiệc chào đón Giáng sinh và năm mới tổ chức tại một khu resort ở Rio de Janeiro. Không có nghi ngờ gì ở đây, Adriano đang yêu lại từ đầu. Bạn bè của Adriano cùng chung nhận xét, hy vọng rằng quan hệ tình cảm giữa Adriano và Victoria sẽ bền chặt theo thời gian. Hy vọng là thế. Song với cựu tiền đạo vốn lắm tật như Adriano, chẳng ai có thể dám chắc điều gì. Thực tế thì ngoài Victoria, Adriano trước đó cũng từng cặp kè với một nữ sinh viên có tên Hannah Avazet. Đấy là chưa kể đến danh sách nhân tình vốn dai dằng dặc với đủ cả tên diễn viên, người mẫu mà Adriano từng có thời gian chinh phục. Là ngôi sao hàng đầu môn túc cầu, Cristiano Ronaldo không chỉ sở hữu các kỷ lục trên sân cỏ, mà mới đây, với lượng fan hâm mộ đông đảo của mình, anh đã lập kỷ lục cả trên trang mạng xã hội, với lượng người theo dõi lớn nhất trên thế giới trên các trang mạng xã hội cộng lại. Theo Casio Mercato, Ronaldo vừa trở thành siêu sao đầu tiên, cán mốc có hơn 400 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Việc trở thành siêu sao số 1 trên trang mạng xã hội cũng giúp CR7 thu về rất nhiều tiền từ hợp đồng quảng cáo. Năm 2019, trang Football TV của Italia tiết lộ, siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ túi 47,8 triệu USD từ các bài viết đăng trên Instagram. Con số này nhiều hơn thu nhập mỗi năm của CR7 ở Juventus. Theo Goa, cựu sao Real Madrid có 34 triệu USD một năm tiền lương sau khi ký hợp đồng đầu quân cho Juventus vào hè 2018. Giám đốc marketing Nicola Cronin của công ty Hopper HQ nói với Business Insider rằng Ronaldo là cầu thủ có lượng người theo dõi rất lớn trên Instagram. Vì vậy, nhiều thương hiệu sẵn sàng trả 1 triệu USD cho mỗi bài viết của anh ấy. Tháng sau, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 35, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn duy trì được phong độ ghi bàn ổn định. Mùa này, CR7 có 12 pha lập công trên mọi đấu trường. Juventus rất muốn gia hạn hợp đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Cựu tiền vệ Barca và Arsenal là Denis Suarez đã có một phen táo hỏa khi ai tin căn hộ của mình bị kẻ gian đột nhập. Nhưng may cho anh, rốt cục kẻ gian không lấy đi bất cứ thứ gì vì lý do khó tin. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, kẻ trộm sau khi xuyên thủng được hàng rào an ninh đã lục tung căn nhà của Denis Suarez ở Barcelona. Chúng còn phá cả két sắt, nhưng cuối cùng lại ra về với hai bàn tay trắng do cảm thấy chẳng có gì đáng giá để lấy đi. Được biết, vụ việc xảy ra khi Denis Suarez đang tận hưởng bữa tiệc mừng năm mới cùng cô bạn gái Nadia Aviles. Rõ ràng, cầu thủ mới được Barca bán cho Celta Vigo với giá 16 triệu euro này đã gặp may chứ không phải đen đủi như một số đồng nghiệp ở Tây Ban Nha bị kẻ trộm tới thăm nhà. Chẳng nói đâu xa, cách đây không lâu, hậu vệ cánh phải Nelson Semedo của Barca đã bị kẻ gian tới nhà khoán đồ ngay trước trận siêu kinh điển giữa gã khổng lồ xứ Catalan và đại kình địch Real Madrid. Tuy cảnh sát Barca không nói rõ Semedo thiệt hại bao nhiêu, nhưng đài tiếng nói địa phương khẳng định anh đã bị mất khá nhiều vật dụng giá trị. Trong số những chiến lợi phẩm mà kẻ trộm đã thu được, đáng chú ý có hàng loạt đồ trang sức và đồng hồ đeo tay đắt tiền. Ngoài Semedo, trong danh sách các ngôi sao bóng đá bị kẻ trộm tới thăm hỏi, có thể kể đến Raphael Varane, Virat Vichu hay Xavier Hernandez. Đáng chú ý, Xavier Hernandez cũng vướng phải rắc rối này chỉ 2 tháng sau khi ký hợp đồng với Sevilla. Cũng may là anh không thiệt hại gì vì người giúp việc sau khi phát hiện có kẻ gian tìm cách phá cửa đã nhanh chóng bấm chuông báo động và gọi điện cho cảnh sát. Lão tướng Ibrahimovic hẳn sẽ rất buồn khi biết rằng tác phẩm điêu khắc được lấy nguyên mẫu từ anh nằm bên ngoài sân vận động Malmö, đội bóng mà anh khởi nghiệp, một lần nữa đã bị cổ động viên quá khích phá hủy không thương tiếc.
Bức tượng của Ibrahimovic đã bị cưa mất cả chân và lật đổ xuống mặt đất bên ngoài sân Swedbank Station của Malmö. Bức tượng đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công kể từ khi chân sút 38 tuổi tuyên bố đầu tư vào câu lạc bộ Hammarby có trụ sở tại Stockholm vào tháng 11. Ibra trở thành chủ sở hữu một phần của Hammarby sau khi mua lại 50% cổ phần của câu lạc bộ. Việc này đã khiến người hâm mộ Malmö ở Thụy Điển cực kỳ phẫn nộ, bởi Hammarby chính là đại kình địch không đội trời chung với Malmö. Những kẻ phá hoại đã lật đổ bức tượng được dựng lên để vinh danh Ibra vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật theo giờ địa phương và để lại một dòng chữ graffiti, nghĩa là cất đi bằng tiếng Thụy Điển tại hiện trường. Chỉ cách đây khoảng 2 tuần, bức tượng cao 3,5m này đã bị cắt mũi và đốt cháy. Trong khi công tác phục hồi hoàn thiện chưa được lâu, thì những cổ động viên cay cú Ibra tiếp tục khiến sự việc trở nên căng thẳng. Trước đó, cảnh sát đã thiết lập một hàng rào xung quanh tượng đài để tránh những kẻ phá hoại. Và Peter Linder, nghệ sĩ tạo ra tác phẩm này, đã công khai kêu gọi mọi người ngăn chặn hành vi phá hoại. Ngôi nhà của Ibrahimovic ở Stockholm cũng trở thành mục tiêu để cổ động viên cực đoan chút giận khi họ vẽ chữ Judas, nghĩa là kẻ phản bội, tranh anh ngược cửa trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Ngoài Đường Biết của kênh Bóng TV. Ngoài Đường Biết sẽ được phát sóng vào mỗi Chủ nhật và thứ năm hàng tuần. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh Bóng TV để xem chương trình sớm nhất nhé!